gọi là sư cái gì, cái này là ma tăng, đối với tôi là ma tăng. Và cái đám đệ tử của ông mấy ngày qua cứ bám đeo bám tôi, chửi bới nhục mạ tôi chấp. Tôi nói rồi tôi chấp. Thứ này tôi không có sợ, tôi sợ cái lương tâm của mình thôi, chứ còn cái thứ mà đeo bám mà đánh tôi như vậy thì tôi chấp, tha hồ nhá. Nên là ông Sư Thích Trân Quang này báo Xu Hà nói như thế đó. Cũng trong tháng 6 năm 2024, Đại Đức Thích Nhuận Đức bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam nghiêm cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức do các phát ngôn và thuyết giảng không phù hợp của ông. Ông này thì cũng là đồng môn với ông Sư Thích Trân Quang trên nhiều mặt. Ông đó có cái mặt gọi là cúng dường. Việc lạm dụng mạng xã hội tuyên truyền những bài thuyết pháp chưa chuẩn mực khiến giáo lý của nhà Phật bị bóp méo. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Ban, Chánh Thư Ký Ban Hoằng Pháp Trung ương khẳng định giảng sư phải giảng đúng với kinh điển, không suy diễn mang tính cá nhân áp đặt cho chư tổ, chư Phật. Nói, ông Sư Thích Trân Quang ông nói rồi, đó là ông không có học trong trường lớp Phật học nào một cách đàng hoàng hết. Nên ông nói rằng là mọi chuyện là do ông sáng tạo. Và vì ông sáng tạo, ông thoát ra khỏi cái khuôn khổ của nhà trường, trường Phật á. Nên ông đi thuyết pháp khắp nơi. Ấy vậy mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam à, Trung ương á, chỉ phạt ông không được thuyết giảng 2 năm thì còn có nghĩa gì với giáo hội này. Nên Thượng tọa Thích Minh Nhẫn nói là phải giảng theo kinh điển là gì đó. Tốt nhất là cấm cửa, đuổi khỏi chùa, không cho làm sư những ông sư mà thuyết giảng không đúng theo kinh điển của nhà Phật. Như Thích Trân Quang, như tôi á, Thích Đức Nhuận bắt phải quỳ sám hối, chứ không phải là Sư Minh Đạo phải sám hối. Nên là tôi hoàn toàn không có đồng ý với cách giải quyết của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và tôi khẩn thiết xin Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải xét lại việc mà kỷ luật những sàm tăng như thế. Sàm tăng Thích Trân Quang, sàm tăng Thích Đức Nhuận, Nhuận Đức này vân vân. Nên những người đáng bị kỷ luật nặng hơn thì không kỷ luật nặng mà chỉ nhẹ thôi. Còn những người có tu thiệt, tán thán những người tu một cách đàng hoàng như tu kiểu của Sư Minh Tuệ theo hạnh Đầu Đà, không nằm trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhưng làm theo Đức Phật dạy thì tán thán, khen thưởng thôi, khen thôi. Thế mà cũng bắt quỳ sám hối, ngạc nhiên vô cùng. Giảng sư phải giảng phát ngôn đúng với chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về công tác hoằng pháp, không xuyên tạc, bôi nhọ cá nhân, không nên va chạm, phê phán tôn giáo bạn làm ảnh hưởng đến chính sách đại đoàn kết, gây mâu thuẫn trên không gian mạng. Những lời giảng thuyết của Sư Thích Trân Quang ở trên tòa giảng đàng hoàng, ở nơi giảng đường đàng hoàng, kích bác các tôn giáo khác, nói rằng là không để cho bất kỳ một tôn giáo nào có thể xâm nhập vào vùng miền của mình, đúng không? Rồi đủ thứ hết, rồi kích bác lịch sử như là Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Rồi nói về Ngài Lý Thường Kiệt thì nói trắng không thôi, Lý Thường Kiệt hơi hổ với Trung Quốc khi mà Ngài Lý Thường Kiệt bảo vệ lấy an ninh của Tổ quốc, và nhờ thế mà đất nước của chúng ta ngày hôm nay mới còn hiện hữu, và các vị đang tu là nhờ công đức đó. Thế mà Thích Trân Quang lại ăn nói hỗn hào như vậy với tiên nhân của lịch sử, thì xin hỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những biện pháp thích ứng chưa, hay lại là nhẹ nhàng một hình thức nào đó mà nhiều người, trong đó tôi cũng suy nghĩ như vậy, đây là cái sự suy nghĩ của tôi, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam bao che cho những con người này. Vì những con người này như Sư Thích Trân Quang từng ở trong ban gọi là ban tài chánh của giáo hội, nên là sợ rằng là mất đi cái nồi cơm nên không dám giải quyết đến nơi đến chốn. Cầu mong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành khẩn xin Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải gấp những con sâu này ra khỏi cái nồi canh liền, gấp những con sâu này ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam liền, để cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam đi đúng với chánh pháp, hoằng dương Phật pháp, nhưng cũng là đồng hành với lịch sử dân tộc và đồng hành với sự phát triển dân tộc nữa, đồng hành với sự đoàn kết dân tộc. Nên là tôi đọc báo Xu Hà thì tôi lại có góc nhìn đó, và cũng phải nói rằng là rất là bức xúc.
rất bức xúc khi mà những người đáng được tôn trọng như sư Minh Đạo lại bị ác quỷ sám hối, trong khi đó những con người như là Thích Chân Quang và Thích Nhuận Đức thì được gọi là mở ngoặc đóng ngoặc là sự bao che của Giáo hội Phật giáo Trung ương. Nếu Giáo hội Phật giáo Trung ương không làm rõ cái việc này thì tôi một lần nữa khẳng định đó là hình thức bao che. Có vậy thôi. Giáo hội Phật giáo Trung ương không làm rõ, không xử lý nặng, không đuổi những con sâu này ra khỏi giáo hội á, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang bao che. Đó là quan điểm của tôi. Đang bao che rõ ràng như vậy. Giảng sư phải nhận thức rõ việc giao tiếp tương tác trên mạng xã hội cũng như trong đời sống thực hàng ngày, luôn ứng xử có văn hóa, trách nhiệm, phải tuân thủ các quy định pháp luật. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho hay. Vậy thì Thượng tọa Thích Minh Nhẫn nói điều đúng, đó là chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng hành thì tôi lại thấy rằng không dám rõ minh rõ ràng với những con sâu như thế. Thì những gì mà tuyên bố như vậy nó cũng chỉ có tính cách là gió thoảng mây qua, chả có ý nghĩa gì hết nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có quyết định. Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, khẳng định việc kỷ luật đối với những người tu hành có phát ngôn không chuẩn mực là phù hợp, kịp thời. Việc này kịp thời chấn chỉnh những phát ngôn trên mạng xã hội của một số người tu hành. Chúng ta đều thấy những phát ngôn, luận giải đó đều đi ngược lại giáo lý của Phật giáo, giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan nêu lên. Ở đây thì tôi cũng ngạc nhiên với cái danh từ giáo sư tiến sĩ. Đây là chuyện bên lề do tôi suy nghĩ nha. Ai cũng biết là để trở thành một giáo sư thực thụ thì phải là tiến sĩ, phải là tiến sĩ. Giáo sư thì nếu tôi không lầm, ở bên tiếng Anh họ gọi là professor. Professor là cái cấp ở đại học, là giảng sư. Giảng dạy thì phải có bằng tiến sĩ, chứ không ai gọi đó là giáo sư thạc sĩ. Rồi này nọ thì tôi cũng ngạc nhiên với những ngôn từ ở bên Việt Nam mà giáo sư tiến sĩ. Tại sao chúng ta lại cứ phải lệ thuộc hoặc là gì đó bám lấy cái danh tiến sĩ? Tại sao không nói rằng là giáo sư thôi? Nếu là giáo sư không thôi thì người ta cũng đã hàm ý rất rõ đằng sau là có bằng tiến sĩ rồi. Nên đây là sự suy nghĩ riêng của tôi về cái phía này. Vì sao? Vì ở bên Mỹ khi nói đến bác sĩ, khi nói đến luật sư và bây giờ nói đến dược sĩ thì ai cũng hiểu là phải qua trường lớp tiến sĩ rồi. Nếu mà không qua trường lớp tiến sĩ thì không có được cấp những cái bằng đó. Học lên làm luật sư thì phải học 4 năm đại học và sau đó phải học hậu đại học để lên lấy bằng Juris Doctor, tức là bằng tiến sĩ. Không, bằng tiến sĩ không cũng đâu được gọi là luật sư. Phải thi bar rồi đậu xong rồi mới hành nghề thì gọi là luật sư. Thì nó ám chỉ đầy đủ hết rồi. Dược sĩ cũng vậy. Và bên Mỹ bác sĩ cũng vậy. Bác sĩ phải sau 4 năm đại học rồi được thi vào trường y khoa, học biết bao nhiêu rồi lên đậu bằng bác sĩ. Sau đó có những cái ngành chuyên môn nữa. Nên tại sao mình cứ phải nói rằng là bác sĩ tiến sĩ, y sĩ tiến sĩ, hay là dược sĩ tiến sĩ, luật sư tiến sĩ? Nghe nó dư thừa, nghe dư thừa. Nên đây là sự suy nghĩ của tôi. Chỉ cần nói rằng là giảng sư đại học thì người ta hiểu đó là người có bằng tiến sĩ rồi. Hay là giáo sư đại học, ai cũng hiểu có bằng tiến sĩ rồi. Tại sao mình phải nói thêm những cái chữ như tiến sĩ là dư thừa? Ở bên Mỹ tiến sĩ chưa chắc đã là giáo sư, chưa chắc đã là giảng sư. Hoặc là tiến sĩ chưa chắc là luật sư, tiến sĩ chưa chắc là bác sĩ, tiến sĩ chưa chắc là dược sĩ. Cái chữ tiến sĩ nó chả là cái gì đối với người Mỹ và Tây Phương. Ở trong Việt Nam này chắc là nghe chữ tiến sĩ nghe thích lắm. Nên thích thêm chữ tiến sĩ vào.
có lẽ tôi hơi nhiều chuyện mở mặt đóng mặt là như vậy, hơi nhiều chuyện về cái chữ gọi là tiến sĩ. Theo tôi, nếu tôi được thì tôi chỉ nói là giáo sư Tư Thị Loan nêu đủ rồi, bỏ cái chữ tiến sĩ đi. Nên tôi cũng xin kiến nghị gì đó về văn hóa của Việt Nam, xin các ngài xem xét dùm tại sao cứ phải thích nêu cái gọi là tiến sĩ, là thạc sĩ gì, tiến sĩ, thạc sĩ. Tôi có lẽ là người sống từ nhỏ bên nước Mỹ thấy hơi rợn người về những cái từ đó. Bà Loan nhấn mạnh những sai lệch trong phát ngôn này dẫn tới nhiều vấn đề tiêu cực cho xã hội. Theo đó, lợi dụng những thuyết pháp sai lệch, một số người tu hành lôi kéo, dụ dỗ người dân cầu tài lộc bằng cách cúng dường, khích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa. Những hành vi này cũng có thể khiến các tín đồ trở nên mê muội, bị ảnh hưởng. Tôi xin bỏ chữ tiến sĩ đi nhanh. Giáo sư Từ Thị Loan nhấn mạnh. Vì đối với tôi, trong chữ giáo sư thì đã có chữ tiến sĩ rồi, nên là xin bỏ chữ tiến sĩ đi. Tôi xin nói về quan điểm của tôi về vấn đề cúng dường. Đối với tôi, cúng dường cho nhà chùa, cho nhà thờ là tùy theo khả năng của mình và tùy theo sự hảo tâm của mình. Tôi không có chống đối việc đó, vì tôi cho rằng con người có hai mặt, mặt tâm linh và mặt con người. Trên phương diện mặt tâm linh thì cúng dường đó là một hình thức mình đối với gì đó tâm linh. Còn trên phương diện con người thì có những cái việc gọi là hữu hình, vật chất. Thì nếu mà các nhà thờ to đẹp, các nhà chùa to đẹp, có những giảng đường hoặc có những cái nơi tĩnh tâm, thì đó là nơi tu luyện của nhiều thanh niên, thanh nữ, thì giúp ích cho xã hội vô cùng, giảm thiểu đi những tiêu cực. Nên là tôi tán dương hạnh đầu đà như sư Thích Minh Tuệ, đó là cá nhân làm được thì tôi tán dương vô cùng. Nhưng tôi cũng tán dương những vị tăng, những vị ni, những vị linh mục, những vị mục sư, những vị đạo đức mà được thiện nam tín nữ hoặc là giáo dân họ tín nhiệm, họ cúng dường do giảng thuyết đàng hoàng, giảng thuyết đúng hơn, thì tôi tán dương vô cùng. Đó là công đức. Vì sao? Giúp cho xã hội phát triển nữa. Tôi nói rõ như vậy, đó là quan điểm của tôi. Nhưng nếu mà những vị nào mà giảng có tính cách là dụ dỗ, mê tín dị đoan, làm ba cái trò lường gạt, thì đó theo luật pháp của Mỹ, misrepresentation, là một hình thức lừa gạt. Mà nếu mà đã là hình thức lừa gạt thì không còn là tôn giáo nữa. Hình thức lừa gạt là không còn tôn giáo nữa. Nên đó là sự suy nghĩ của tôi. Có những người nói có những cái hình thức mà người ta làm những cái điều lạ. Ở trong quá khứ bên giáo hội Thiên Chúa Giáo, có những người bị thánh á, họ thực sự là làm được những phép lạ và chứng minh làm sao đó là những con người thánh thiện đàng hoàng. Nên xin các vị giảng bớt đi những cái chuyện mà tạo cái sự mê muội, mê tín dị đoan, thì tôi tin rằng nhà nước này không có chấp nhận mê tín dị đoan. Xin đừng cái giảng ba cái thứ, cái kiểu làm mà mê tín dị đoan là không có được. Nhưng tôi cũng không đồng ý với những ai bài bác về vấn đề là cúng dường hay là cúng cho nhà thờ. Tôi cũng không đồng ý là vì sao chúng ta là những con người thì có hữu hình. Cúng dường thì tùy theo khả năng cũng như theo lòng của mình, không có ép buộc. Phó giáo sư Phạm Ngọc Trung, bây giờ thì chỉ là phó giáo sư là có tiến sĩ nữa. Ôi dồi, ở Việt Nam này sao cũng lạ thiệt, giáo sư rồi còn phó giáo sư nữa. Phó giáo sư thì đã được rồi, làm sao phó giáo sư tiến sĩ, thầy có thể là phó giáo sư thì họ chỉ muốn nhấn mạnh là có bằng tiến sĩ rồi thì cũng được đi. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa văn hóa và phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng những bài thuyết giảng sai lệch gây nên sự nhiễu loạn về quan niệm, triết lý, phương pháp tu hành của các Phật tử. Hiện tượng này dẫn đến cái sự nhiễu loạn về quan niệm, triết lý, phương pháp tu hành của các Phật tử, khiến họ bị dao động, phân tâm. Sự sai lệch này ảnh hưởng lớn đến giới trẻ, những người chưa có sự hiểu biết sâu sắc về Phật giáo, tu tập trong đạo Phật. Họ có thể cổ suý cho những quan niệm sai lầm, hành vi sai lầm,
thậm chí có hành động gây mất đoàn kết trong nội bộ những người tu hành, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung nêu. Ông nhấn mạnh các nhà quản lý về văn hóa, thông tin cần mạnh tay chấn chỉnh những hành vi này. Với các dự án, các buổi thuyết giảng tốt cần được tuyên truyền rộng rãi hơn. Những bài giảng mang tính sai lệch, méo mó cần được gỡ bỏ càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, người tu hành bên cạnh bị kỷ luật theo hình thức quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thể còn chịu mức tăng nặng nếu có vi phạm liên quan đến các bộ luật khác. Một số nhà sư thượng tọa đã bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý, tuy nhiên cần xem xét kỹ hơn để xác định có vi phạm đạo luật khác hay không. Nếu họ vi phạm, phải áp dụng hình thức xử lý thấu đáo, đúng tính chất sự việc, khi đó sự xử phạt sẽ mang tính răn đe, giáo dục, giữ gìn sự trật tự trên không gian mạng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đề xuất. Đúng như vậy, nhưng mà trước khi mà cơ quan ngoài đời, tức là cơ quan pháp luật của nhà nước nhập cuộc, thì hãy để cho tôn giáo, tức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Trị sự Trung ương giải quyết rốt ráo, trục xuất những người mà có những cái hành vi như thế, tước cái áo nhà tu của họ đi, để cho họ trở lại người thường, cho họ hoàn tục, thì cơ quan pháp luật xử lý dễ dàng hơn. Như kinh nghiệm ở bên Mỹ, ở bên Úc, ở bên châu Âu, những ông linh mục, những ông hồng y, những ông giám mục, khi còn những cái chức vị đó, Giáo hội xử lý là thôi cho mấy ông nghỉ hưu hay là nghỉ không được thuyết giảng, thì nhà nước khó mà nhập cuộc lắm, vì dễ bị mang tiếng đàn áp tín ngưỡng, đúng không? Nhưng mà khi mà Giáo hội quyết định tước đi cái quyền linh mục, tước đi cái quyền giám mục, tước đi cái quyền hồng y, mấy ông trở lại người thường, thì nhà nước ở nơi đó nhập cuộc bắt bỏ tù mấy ông và xử lý đến nơi đến chốn. Mấy năm sau này là mấy ông tởn hết. Nên cỡ như Thích Trâm Quang thì tôi đề nghị thật sự như vậy, tôi kính khẩn mong tước ông này đi, không còn được làm chùa trì, chùa Phật Quang, lấy đi cái áo cà sa, cho lại trở lại đời thường, để sao cơ quan pháp luật nhập cuộc điều tra các cái vụ bê bối về vấn đề lạm dụng tình dục với các nữ tu này, lạm dụng tình dục với nhiều phụ nữ ở trong chùa Phật Quang này, tham ô tài sản như thế nào này, giảng thuyết nhục mạ tổ tiên như là nhục mạ ngài Lý Thường Kiệt này, giảng thuyết đâm chọc các lãnh đạo Việt Nam này, đủ thứ ấy. Thì nó rõ thôi. Nếu mà là người thường thì ông này phải ngồi múc chỉ cà na. Nếu ông này là người thường, không khéo đó là còn dân chủ cùi nó cơ. Dân chủ cùi mặc cái áo cà sa này. Nên cái này bước đầu tiên vẫn là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà không xử chuyện này đến nơi đến chốn, mà còn cứ là 2 năm mà 2 năm không được giảng thuyết, hoặc là mai mốt lên tới 20 năm không được giảng thuyết đi nữa, nó thì cũng chả có giải quyết gì hết. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi xin góp ý và khẩn mong, không thể nào để con sói này ngồi ở chức trụ trì để rồi ăn thịt các con chiên đen phải là chiên Kitô giáo nha, chiên đây là con chiên, tức là trong chuyện đó, những người mà rất là tin vào các vị trụ trì, tin vào Phật pháp đó, thì bị lừa, không? Nếu mà giáo hội này mà không giải quyết sư Thích Trân Quang đến nơi đến chốn thì tôi không biết nói sao hơn nữa. Tôi chỉ biết rằng là như vậy là Giáo hội Phật giáo này chắc là phải sao đọc, như là nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn nói, Đức Pháp Chủ mà không nhập cuộc, chuyện này giải quyết đến nơi đến chốn thì không biết nói sao, chắc chỉ ở nhà mà, như nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, mà tu thờ Phật ở nhà thôi, không dám gì nữa hết. Và nếu mà tôi góp ý cái này hết lòng như vậy mà cũng không thấy có một cái sự chuyển biến nào nơi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì tôi cũng xin chắc không góp ý nữa hết, vì như vậy là cạn lời. Tôi cũng sẽ làm một vài clip thêm về sư Thích Trân Quang cho rõ rồi tôi đợi, còn nếu không thấy có giải quyết nữa thì thôi, ở Việt Nam này như vậy là tôi đã đụng tới một thế lực quá lớn rồi. Như một sư Thích Trân Quang mà sau 2 năm mà vẫn còn thuyết giảng nữa, với cái đám đệ tử đang gọi là hăm dọa tôi nữa, hăm dọa tôi đủ thứ tôn miệng nói ra nha, thì sao? Thì tôi cứ tiếp tục như vậy thì gây thù chuốc oán, ở đây không có yên. Giáo hội Phật giáo Việt Nam không giải quyết thì tôi cũng không có yên.
Thôi thì đó là việc làm hết mình để tôi góp ý xây dựng, mong rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng đoàn kết, càng trong sáng, hoằng dương Phật pháp, loại bỏ những cành sâu úa, những con sâu làm rầu nồi canh, như Thượng tọa Thích Trân Quang nói hết lời mà không làm nữa thì cũng giống y như là ở bên Trung Quốc có một cái ông sư khiếp khủng, đó là Thích Học Thành, cuối cùng thì cũng là phải từ chức trụ trì chùa ở nơi đó, và nhà nước cũng đã nhập cuộc mới giải quyết nổi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý khán giả trong chương trình sau.